Và xin chào các bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Hisato. Đang có một chuyến khảo sát về cho gia đình anh Lạm tại Quảng Long, Quảng Trạch, Quảng Bình để tiến hành khảo sát thiết kế cho gia đình anh một mẫu biệt thự là 3 tầng theo phong cách hiện đại. Và sau đây xin mời các bạn sẽ xem quy trình chúng tôi tiến hành khảo sát tại con đất của gia đình nhà anh Lạm tại Quảng Long, Quảng Trạch, Quảng Bình nhé. Xin chào bạn, thì tôi xin giới thiệu với các bạn con đất gia đình nhà chú Lạm tại Quảng Bình. Thì con đất của gia đình chú Lạm thì khá là rộng rãi, nhưng mà tôi sẽ bố trí ở trong cái khoảng tầm 15 mét này. Và trong khu đất này, gia đình chú muốn xây một cái mẫu nhà 3 tầng theo phong cách hiện đại và không có mái. Thì hướng chính của gia đình chú là quay ra hướng 63 độ Đông Bắc. Đây, hướng này là hướng chính của gia đình chú này. Và trong cái nhà này thì chú làm một cái nhà khoảng tầm từ 90 đến 100m2 công năng kèm theo. Thì toàn bộ khu vực là cấp điện cấp nước nó đã có trước mặt đây. Các bạn lưu ý nhé, đây là phần cổng của gia đình chú. Đây là phần cổng, còn đây là đất của nhà hàng xóm. Đây là cái nhà hàng xóm đã xây, thì đất của chú nó lọt ở chính giữa này. Và đây khu vực nhà cũ này sẽ bỏ đi. Đấy, nhà xin lỗi các bạn nhé, nhà cũ của chú ấy, nhà mới của chú là sẽ nằm từ vị trí này. Đấy, đây là khu vực của nhà mới của chú. Đây là khu vực nhà mới của chú sẽ nằm ở ngay sau cái mặt bằng của nhà cũ này. Có thể là mở hai một mặt tiền bên này hoặc mặt tiền bên này, khu vực bể phốt thì chú sẽ đẩy ra ở khu vực ở phía sau này. Các bạn lưu ý để bố trí công năng cho gia đình chú Lạm. Thank you.